Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em về cái bình ắc quy kiến khí viễn thông. Trong cái video trước tôi đã chia sẻ cho anh chị em về cái tại sao chúng ta nên sử dụng ắc quy kiến khí viễn thông hoặc là bình pin lưu trữ lithium để sử dụng trong cái hệ thống điện mặt trời lưu trữ độc lập hoặc là điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng dòng sạc bao nhiêu, chúng ta nên cân đối và sử dụng cái công suất dung lượng lưu trữ bình đến khoảng bao nhiêu phần trăm thì là cái bình ắc quy của chúng ta, ắc quy kín khí là viễn thông mà công ty chúng tôi đang phân phối, đó là ắc quy kín khí viễn thông LV Top Sun và ắc quy Vision này, nó đảm bảo cái tuổi thọ cao nhất và được hiệu quả nhất, bền nhất theo thời gian. Và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào cái nút đăng ký nhá, bấm vào cái nút đăng ký ở bên cạnh và sau đó bấm hình quả chuông để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nào. Điều đặc biệt tôi dành cho các bạn ở cái cuối video này, anh chị em hãy xem hết video này nhá, một chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho những anh chị em nào nhanh tay nhất. Xin chào, hãy tiếp tục theo dõi video của tôi. Trước mặt các bạn đây là hai cái bình ắc quy LV Top Sun. Đấy, là dung lượng lưu trữ là 12V 200Ah. Đây. Deep Circle Hightech thì cái đối với cái loại inverter xin lỗi anh em, đối với cái loại bình lưu trữ ắc quy kín khí này, LV Top Sun này thì tôi đã chia sẻ với anh chị em ở trong một cái video trước đây, đó là nên sử dụng loại ắc quy kín khí hay là pin lưu trữ lithium cho hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ qua và giới thiệu với anh chị em cái dòng này là 200Ah. Video trước thì tôi đã chia sẻ cho anh chị em là dòng 100Ah. Video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em dòng 200Ah. Đấy. Cái bình này là bình gel battery, Germany Gel Technology là công nghệ của Đức. Thì được sản xuất đây này anh chị em này, ngày 1 tháng 9 năm 2021. Còn bình này là ngày 1 tháng 8 2021. Đó, hai bình. Thì đối với bình LV Top Sun này thì ở đây đấy là bình này mới là 98% nhé anh chị em nhé, hai bình này. Đó. Tại sao lại gọi là mới 98% mà không phải 100%? Đó là cái bình này thì hiện tại là chúng tôi đang trưng bày tại công ty. Nhưng mà hiện tại thì tôi muốn là để cho anh chị em nào mà hữu duyên thì được sử dụng cái bình này với cái mức giá là hợp lý nhất. Nên ngày hôm nay tôi quyết định là đăng lên kênh YouTube này để chia sẻ cho anh chị em là cái bình này, và đồng thời là có cái chương trình khuyến mãi cho anh chị em đó, để anh chị em nào mà có thiện chí mà đang cần thì có thể mua về và lắp đặt cho gia đình mình cái hệ thống điện mặt trời độc lập hoặc là điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ anh chị em nhé. Thì điều đầu tiên ở cái bình ắc quy kín khí này đó chính là các cái cấu tạo của cái con ốc để nối dây này là bằng inox 304 nhé anh chị em nhé. Inox 304 thì anh chị em biết rồi, đó là nó không có rỉ. Còn đối với những loại ắc quy chì axit thì giá thành nó rẻ, nhưng mà cái này bằng chì này thì nó sẽ rỉ theo thời gian. Bên trong khi mà chúng ta vặn ra thì nó là bên trong là lõi đồng nha anh chị em nhé. Tiếp điện rất là tốt, lõi đồng. Đấy. Thì nó không bị rỉ theo thời gian, dẫn đến là tuổi thọ cái bình cũng được cao hơn, dẫn điện tốt hơn. Đấy. Còn loại này là loại gel 100% anh chị em nhé. Đấy. Full gel. Đấy. Nhiều người hỏi tôi là loại full gel hay là loại half gel, thì tôi xin trả lời là loại này là loại full gel. Đấy. Gel 100% loại kín khí. Đối với các loại aqua acid thì nó thường là mở được những cái nút ở đây để chúng ta đổ các cái dung dịch H2SO4 acid đặc vào. Còn ở đây là cái bình này là chúng ta không thể đổ được và nó kín 100% hoàn toàn nha anh chị em nhé, không mở ra được. Đấy. Ở đây là bình này ấy, thì được bảo hành là 3 năm nhé, bảo hành 3 năm anh chị em nhé, về tuổi thọ và ắc quy của LV Top Sun này, và đã được lắp đặt, chúng tôi lắp đặt ở rất là nhiều cái công trình trước đây. Đấy. Khi mà anh chị em mua cái bình ắc quy LV Top Sun này thì công ty chúng tôi sẽ tiến hành là in phiếu xuất kho và phiếu bảo hành nha anh chị em, kể từ ngày mà ghi trên phiếu nhé, chứ không phải ngày ghi trên cái sản phẩm này. Đó là ngày ghi trên này là ngày 1 tháng 9 2021. Tuy nhiên thì
chúng tôi sẽ bảo hành tính từ cái thời gian mà chúng tôi bán cho anh chị em. Đấy, là cái ngày mà xuất kho cho anh chị em nhé. Trên này thì có mã QR code của nó, thì anh chị em có thể dùng Zalo hoặc là dùng camera để quét cái QR code này để biết thông tin về sản phẩm nhiều hơn. Đó. Đây là đối với các cái hãng ắc quy kín khí này thì hiện tại trên thị trường hiện nay có một số dòng ắc quy, đó là ắc quy Vision và ắc quy LV Top Sun này. Thì tí nữa tôi sẽ đưa cái hai cái bình Vision ra để cho anh chị em so sánh. Đó. Đây, trước mặt các bạn đây thì tôi vừa lấy ra hai cái bình ắc quy Vision nhá anh chị em nhá. Ắc quy Vision này là 100Ah này. Đấy, 12V 100Ah. Loại này là được bảo hành 2 năm của sản xuất tại Việt Nam nhá. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Thì đối với cái bình này ấy thì nó cũng tương tự với bình LV Top Sun thôi, đều là ắc quy kín khí cả. À, đều là được những cái đầu cốt này là bằng đồng hết. Đấy. Không có lỗ thoát khí gì cả, kín khí. Phun dao 100%. Tuy nhiên thì thằng ắc quy LV Top Sun này được bảo hành 3 năm nhé anh chị em nhé. Bên ngoài thì hai thằng cấu tạo thằng này thì xách dây hai bên, thằng này thì xách dây ở giữa. Rất là nặng lắm anh chị em ạ, nặng, con này phải nặng 20 cân, thằng này thì phải hai người bê mới nổi. Hai anh em tôi bê trên xe xuống đây thì mới nổi được, rất là nặng. Một cái bình 12V 200Ah này thì có tổng dung lượng lưu trữ đó là 2400Ah volt ampere giờ. Xin lỗi anh chị em, đó là 2400 volt ampere giờ, tương đương với khoảng là 2400W. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sử dụng là khoảng 70%. Là khoảng chúng ta sử dụng khoảng 1,5 kg đến 1,7 kg điện từ cái bình này thôi, 1,7 kg 1,8 kg gì đó, để mà còn lưu giữ lại cái lượng điện ở bên trong bình, tránh trường hợp là bình ắc quy lâu ngày nó bị chai. Thì bất kỳ các loại dòng pin lithium cho đến là ắc quy thì chúng ta đều sử dụng cái công suất lưu trữ khoảng 70% thôi, 70-80% để mà tránh cái việc là bình nó bị chai. Đó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đo cái dung lượng bình, xin lỗi anh chị em, đo cái điện áp này để cho anh chị em biết được là bình nó còn sống hay là bình chết. Bình mới 98%. Tôi chỉ dám nói là 98% thôi chứ không dám nói là 100%, bởi vì bình này là đang trưng bày này nha. Tôi sẽ đặt vào đây hai cặp 12,7V nha anh chị em nha. Điện áp bình 12. Đây là bình số 1 nha anh chị em nha. Đấy, bình số 1 là 12,7V. Đo lại cho anh chị em xem này. Này, chắc chắn này. Không là bảo là tôi đổi bình, tôi vừa đổi bình. Đúng chưa? 12,7V đấy. Rồi, bình thứ hai này. Bình thứ hai này. Đưa cái kẹp lại để đo. Bình thứ hai. Bình thứ hai 12,39V nha anh em nha. Là bình này còn độ khoảng 60% dung lượng bình thôi, 60%, 60-65% bình nhé. Đấy. Và trong video này thì anh chị em nào mà mua được cái bình này thì Vision này tôi cũng bán luôn. Bình Vision này cũng mới 90% nhé anh chị em nhé. Bình Vision này mới 90%. Bình này thị trường ấy là họ đang bán giá là 3.650.000 đấy, giá bán lẻ nhá. Còn trong video này anh chị em nào mua hai bình này Vision này tôi bán giá cho anh chị em là 3.150.000 đấy, Vision phải cho chắn 3 triệu luôn cho nó máu đấy, bớt 3.150.000 thì miễn phí vận chuyển, còn ông nào mua 3 triệu thì không có phí vận chuyển nhá. Đấy, chơi máu luôn, đấy, khô máu. Rồi, còn bây giờ tôi sẽ thử cho anh chị em xem là nó có điện nữa hay không. Bình Vision. Vision này thì bảo hành 2 năm nhá anh chị em nhá. Còn cái này thì chúng tôi bảo hành theo chính sách của hãng thôi, chứ không có bảo hành mình tự bảo hành được. Đấy, hãng nó bảo hành.
Này nó hơi khó đo tí. Đây, bình này là cũng 12,62V. Là bình số 1 nhá anh chị em nhá. Đấy. Là bình số 2 này. Tôi đo anh chị em bình số 2. Bình số 2 cũng là 12,64V. 12,64V. Đấy. Nhá, như vậy là hai bình là lên điện và đủ điện nhá anh chị em nhá, không có bị là hư suy giảm hiệu suất. Bình sử dụng bình thường. Bình này mới 90%, bình này mới 98% nhá. Bình này chưa sử dụng nha anh chị em nhá, chưa sử dụng. Đấy. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của tôi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo, và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào cái nút đăng ký nhá để ủng hộ tôi, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được video của tôi. Nhà xin nhắc lại này, giá bình này bình thường chúng tôi bán giá là 6.500.000 đồng, nhưng trong video này công ty chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi dành cho những khách hàng đặc biệt nhanh tay nhất đăng ký thì sẽ được cái giá ưu đãi là 5.000.000 đồng mỗi bình. Đó, bình là 12V 200W để anh chị em về sử dụng. Đó, bảo hành 3 năm kể từ ngày xuất kho in phiếu. Phương thức thanh toán đặt cọc 1.000.000 đồng, và khi giao hàng ra chành xe thì tôi sẽ gọi video call, gọi Zalo cho anh chị em xem luôn. Đấy, sau đó anh chị em chuyển nốt phần còn lại thì tôi sẽ giao hàng tại xe luôn, anh chị em chứng kiến luôn, không phải gọi là giao hàng thanh toán gì cả. Đấy. Bây giờ xe khách nó chạy khắp Bắc Nam rồi, cho nên chúng ta có thể yên tâm giao hàng. Như vậy là tổng ở đây tôi đang có 4 bình. Anh chị em nào cần hỗ trợ bất kỳ điều gì về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì cứ gọi cho tôi. Đấy. Và ngày hôm nay trong cái video này mà nếu anh chị em mà muốn đặt hàng cái bình Accuy, hai cái bình này thôi nhá, LV Top Sun này, thì chúng tôi, công ty chúng tôi hiện tại đang có cái chương trình ưu đãi giảm giá khuyến mãi cho anh chị em. Là bình này là bình thường chúng tôi bán với giá là 6.500.000 đồng, nhưng trong cái video này mà anh chị em nào comment mà nhắn tin inbox trực tiếp cho tôi qua cái Zalo mà tôi đặt ở bên dưới này trong cái video này thì sẽ được giảm giá còn là 5.000.000 đồng mỗi bình, tổng hai bình là 10.000.000 đồng, và chưa bao gồm phí giao hàng anh chị em nhé. Đấy, tôi vị trí giao hàng thì chúng tôi sẽ gửi cái này, tôi sẽ gửi xe khách cho anh chị em gửi đi mọi miền quê hương đất nước nhá. Thì khi mà giao hàng thì anh chị em sẽ được tôi gọi trực tiếp video call, tôi sẽ là in phiếu xuất kho, phiếu giao hàng cho anh chị em chỉ đặt cọc 1.000.000 đồng, và khi nào tôi ra đến giao đến chành xe tôi sẽ gọi video đến cho anh chị em, và anh chị em chuyển khoản nốt phần còn lại thì tôi sẽ giao hàng lên chành xe cho anh chị em. Hai bình là Accuy LV Top Sun mới 98% này, sử dụng được bảo hành 3 năm kể từ ngày giao hàng nhá, chứ không phải giao ngày trên cái hình cái bình này đâu nhá, tại vì bình này là mới, bình này chúng tôi chỉ đưa ra trưng bày thôi chứ chưa sử dụng nhá. Điện áp vẫn mạnh, bây giờ tôi sẽ tiến hành đo điện áp cho anh chị em. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói, hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này, nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.